Châu chào các anh chị kính mến, chào các bạn hữu thân thương. Để trở lại với kênh, hôm nay Minh Châu mời cả nhà cùng ngắm vườn Na Si hay là Lê Nhật. Người dân Nhật Bản, họ trồng cây ăn trái rất là ngay hàng thẳng lối và không có để quá cao, chỉ cao hơn cái tầm tay dối của mình, để khi mà mình thu hoạch thì dễ dàng, không phải leo trèo, không phải dùng những dụng cụ để hái trái. Ở Việt Nam của chúng ta thì cây nó cao chót vót, khi thu hoạch thì leo trèo nhìn thấy cũng khá nguy hiểm, rồi phải dùng những cái cây, những cái loại để mình hái trái. Hôm nay thì Minh Châu mời cả nhà cùng xem vườn Na Si đã có trái và người Nhật bắt đầu thu hoạch. Cây Na Si nó có trổ hoa từ tháng 3 đến tháng 4. Hoa của Na Si màu trắng buốt rất là đẹp, không thua gì nàng Sakura hoa anh đào. Minh Châu có làm cái clip về hoa Na Si trước đây đó cả nhà. Và đến tháng 7, tháng 8 là nhà vườn bắt đầu thu hoạch để đem ra các siêu thị, các cửa hàng và bán ở nhà, ngay tại nhà của các nhà vườn. Na Si đồng mùa thì rất là đắt tiền, nhất là họ lựa những cái quả mà tròn thì nó rất đắt, còn những quả mà nó méo méo, nó không được tròn, nó không được bắt mắt thì rất là rẻ. Nhưng mà cái chất lượng bên trong thì mình ăn cũng giống nhau thôi. Sở dĩ là mình mua trái đẹp là để mình đi biếu, thì mình mua quả đẹp để mình đi biếu. Còn nếu mình ăn ở nhà thì mình mua những cái trái xấu xấu, méo méo, ăn cũng tuyệt vời. Quả Na Si nó có vị ngọt thanh, nhiều nước, giàu chất xơ và vitamin C. Cái quả ly đó nhìn nó không được đẹp như những cái loại trái cây khác cả nhà. Cái màu nó hơi vàng nâu nâu, mà bên ngoài đó thì nó có lấm tấm giống như là cát ở trên đó đó cả nhà. Nhìn nó không có được đẹp, nhưng mà mùa hè này đó, mình ăn Na Si thì là rất là đúng điệu, vì nó có nhiều chất nước ở trong đó đó. Mình mua về mình gọt, nhưng mà khi mình cắt ra rồi thì nhớ pha một chút nước muối loãng để mình rửa thì nó không có bị thâm đen. Rồi để ráo mình để vô tủ lạnh, khi mình đi về mình mở tủ ra, mình lấy một miếng mình cắn ăn, nước nó tuôn ở trong miệng của mình, ôi thôi nó ngon làm sao, nó mát làm sao. Nó có nhiều thành phần dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng cơ bản của nó là có năng lượng 58 calo, chất béo là 0,14 gram, chất bột đường là 15,2. Vitamin nó có nhiều khoáng chất, vitamin E, vitamin C, vitamin E, vitamin K. Rồi có canxi, chất sắt, chất đồng, chất kẽm, vân vân và vân vân. Tác dụng của quả lê thì nó có nhiều chất xơ dồi dào, bảo vệ được xương khớp, ngăn ngừa ung thư, làm đẹp làn da của phụ nữ, và nhất là giảm cân của phụ nữ rất là tuyệt vời. Cách sử dụng của quả lê thì chúng ta có thể sử dụng trực tiếp quả lê như những loại trái cây khác, hoặc chế biến các loại nếp nước uống.
Vì trong cái quả lê nó có nhiều nước cho nên chúng ta không làm được bánh trái. Ngoài ra thì trong đông y, quả na xi còn được sử dụng như một vị thuốc để điều trị một số bệnh như là ho khan do phế nhiệt, chữa chứng viêm phế quản, chữa đau mắt sưng đỏ, chữa được tiểu đờm, thông đại tiện. Khi sử dụng quả lê thì chúng ta tuyệt đối không ăn quả lê với thịt ngỗng, bởi vì thịt ngỗng chứa nhiều chất béo và protein, ăn nhiều sẽ bị khiến thận làm việc quá sức. Và quả lê na xi cũng không được ăn với củ cải trắng và cũng không ăn được với, nó cũng kiêng với nước nóng. Tức là mình ăn quả lê, vừa ăn quả lê xong mình uống nước nóng thì nó cũng không có tốt. Vì tính lê na xi là tính hàn lạnh, nếu ăn lê na xi xong rồi uống nước nóng sẽ kích thích đường tiêu hóa gây tả. Trên đây là một số công dụng về quả na xi. Minh Châu cảm ơn cả nhà đã lắng nghe và xem vườn na xi. Nếu thấy video hay thì hãy bấm chuông miễn phí hoàn toàn. Bấm chuông, like, share và subscribe cho Minh Châu xin một like. Nếu tiện tay thì hãy bấm chia sẻ và xem hết video rồi hãy bấm chia sẻ nha cả nhà. Nếu không thì mình bị mắc phải cái nguyên tắc cộng đồng. Ok, video của Minh Châu đến đây xin tạm dừng. Nếu thấy video hay thì hãy nhớ like, share giúp Minh Châu nhé. Minh Châu luôn chúc cho cả nhà chúng ta có nhiều sức khỏe, an bình, hạnh phúc, nhiều may mắn trong cuộc sống. Ok, video của Minh Châu đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye cả nhà.